Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại làm về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình đó. Thì có một bạn tên là Lê Cảnh Sinh, bạn này có hỏi mình về cái cách tưới phân cho bí hồ lô. Tại vì bạn này có xem rất là nhiều cách tưới phân rồi, nhưng mà bạn không biết chọn cái cách nào mà cho nó chuẩn. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách tưới phân của mình cho bạn Lê Cảnh Sinh tham khảo, cũng như là các bạn đang xem cũng có thể là tham khảo luôn ha. Thì đối với những cái dòng như là bí nè các bạn, rồi dưa leo nè, rồi bầu nè, và mướp nè, thì đây là những cái loại như là dây bò hoặc là lá nhám nha các bạn. Thì mình nên chọn những cái dòng phân dễ tan, ví dụ như là DAP nè, rồi phân NPK 20-15 nè, hoặc là phân 30-10-10 nha các bạn. Thì đây là những cái dòng phân nó rất là dễ tan luôn, và mình tưới trên cái dây bí của mình các bạn, và cái lượng đạm nó cũng không có quá cao, thành ra cái bí của mình nó rất là dễ phát triển luôn. Mình sẽ ví dụ nha, ví dụ như cái bí của mình các bạn mà khi mà nó 10 ngày tuổi đi mà mình không bón phân phải không, mà mình sẽ dùng cách là tưới phân. Thì mình sẽ ngâm ví dụ như là 1 kg DAP, thì mình sẽ ngâm với liều lượng là 3 lít nước, 1 kg DAP và 3 lít nước nha các bạn. Và mình sẽ dùng là 100cc hoặc là 80cc cho cái thùng là từ 12 đến 15 lít nước, là nó rất là lõn nha các bạn ha. Và khi ở cái giai đoạn đó là nó chỉ có là 10 ngày tuổi thôi, mà nếu như là chúng ta tưới đậm quá thì cái bộ rễ của nó có nguy cơ là nó sẽ cháy rễ nha mọi người. Thì đó là cái cách tưới phân đơn giản nhất, là mình chỉ cần là một dùng là 1 kg phân DAP mình ngâm với 3 lít nước, hoặc là mình sử dụng là 10 kg DAP và mình sẽ ngâm với là 30 lít nước, và mình sẽ lấy chỉ nó được là 100cc thôi cho cái thùng dội là từ 12 đến 15 lít nước, là nó rất là lõn luôn. Và các bạn tưới vào gốc của nó là ngay lập tức là cái dây bí hoặc là cái dây bầu của chúng ta thì nó sẽ phát triển nha mọi người, rất là dễ luôn. Còn khi mà nó ở cái giai đoạn mà nó 30 ngày tuổi là khi mà nó đã chớm bông nha các bạn, là khi là nó đã bắt đầu là nó có những cái nụ rồi, thì mình có thể là mình sử dụng cái phân 20-15 để chúng ta bón, hoặc là chúng ta có thể tưới luôn. Và cái cách ngâm các bạn thì cũng như ban đầu là 1 kg phân 20-15 và với 3 lít nước, nhưng mà cái liều lượng thì nó sẽ khác. Cái liều lượng của nó là từ 150cc cho cái thùng dồi 10 lít nước là chúng ta sẽ tưới cho bí nha các bạn ha. Là tại vì cái giai đoạn nó là nó đã có bông rồi thì mình có thể là mình tưới đậm được. Nhưng mà đặc biệt các bạn là các bạn không nên sử dụng cái dòng phân ure nha, cái phân ure Phú Mỹ đó các bạn. Bây giờ nó một bao nó cũng mấy trăm ngàn đó, nhưng mà chúng ta sẽ không có dùng nó, tại vì nó đạm nó rất là cao luôn. Mà mình dùng cái phân mà ure các bạn, tưới ngay cái gốc này nè, có thể là nó sẽ bị cháy rễ luôn và nó chết luôn, nó vàng lá nha mọi người ha. Nó vàng lá như thế này nè. Đó. Cái này là không phải là mình tưới phân đậm nha mọi người, cái này là mình không có chăm sóc kỹ thành ra là nó bị vàng lá, chứ không phải là mình tưới phân. Ở đây giá bí nó rẻ lắm, mình không có dám tưới phân nhiều. Đó là mình chia sẻ cho các bạn hàng vậy ha. Đó là cái cách tưới phân. Và mình cũng đã trả lời cho một bạn tên là Lê Cảnh Sinh ha, thì bạn có thể là tham khảo. Rồi. Thì tiếp theo thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho một bạn nữa ha. Thì bạn này á, mình không nhớ bạn tên gì, nhưng mà bạn có hỏi mình á, là trên một dây bí á, thì sẽ có những cái nhánh chèo, và mỗi nhánh chèo như vậy á, là mình sẽ lấy là một trái. Thằng vậy là bạn hỏi mình á, là nên lấy những cái nụ nào trên một cái nhánh chèo. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn, ví dụ như ở một cái nhánh chèo nè, thì nó sẽ ra một cái nụ như thế này nha mọi người ha. Đó. Và ở ngoài đây á, thì nó cũng sẽ ra một cái mắt nụ nữa, đúng không? Và khi mà trái của mình á, mà nó tầm khoảng đâu là 1 lạng đến 2 lạng đó, thì mình sẽ tiến hành là mình bấm những cái tim ngọn cho nó. Nhưng mà thì bạn hỏi mình lấy cái nụ nào, thì ở đây nè các bạn, khi những cái nhánh nụ mà nó càng gần với cái ngọn này các bạn, thì nó rất là dở, nó sẽ không có bằng là những cái trái gốc, những cái trái mà bí mà gốc á các bạn, vì nó tiếp cận với cái dinh dưỡng thì nó sẽ gần hơn. Bí nó vừa ra là nó đụng ngay cái nó trước lại, thành ra là những cái nụ mà gần gốc nhất á thì nó sẽ tốt hơn. Đó, thì ở đây là mình chia sẻ cho các bạn, cũng như là trả lời cho một bạn đã hỏi mình ha. Bạn bình luận trong kênh của mình á, thì mình cũng không có thời gian mà mình trả lời cho các bạn nữa, thì sẵn mà làm video đó,
thì mình sẽ trả lời cho bạn luôn. Thì cũng có rất là nhiều câu hỏi luôn nha mọi người ha, thì mọi người cứ bình luận ở trong cái kênh của mình đi, thì mình rảnh thì mình cũng sẽ là trả lời cho các bạn nó đầy đủ hết nha mọi người. Thì hiện tại cái giống mà mình đang trồng ở đây là cái giống là Hương Nông nha mọi người ha. Và cái thời gian thu hoạch của nó là tầm 70 ngày. Đó, thì đây mình chia sẻ lại cho những cái bạn mà nào mà hỏi mình là về cái thời gian mà bí nó trồng bao nhiêu ngày mà nó thu hoạch đó, thì sẵn là trả lời cho bạn luôn. Thì thật chất là trong những cái video trước á là mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn rồi. Thì bạn bình luận thì mình sẽ trả lời hết, mình rep hết luôn. Mình rep hết những cái bình luận vào cái video nha mọi người ha. Thì mọi người cố gắng xem hết ha. Thì mọi người sẽ thấy thôi, chứ mình cũng ít trả lời bên cái bình luận á, tại vì mình cũng không có thời gian nữa, mình lên là mình thấy rồi mình để đó à. Rảnh rảnh là mình buổi chiều như vậy nè. Thì mình làm cái video mình chia sẻ mình trả lời cho các bạn thôi. Thì trong bí hồ lô này các bạn, thì mỗi lỗ như vậy là mình sẽ chỉ trồng là một hạt thôi thôi nha mọi người. Đây nè. Chỉ có một hạt thôi và nó lên một dây. Và mình cho nó bò nha mọi người ha. Ở đây là cái khúc đám bí khác của mình nha mọi người. Ở đây là mình cho nó bò ra đìa luôn. Đây mọi người có thể xem cái vàng bí của mình ha. Mình cũng có đi cái hệ thống ống nước nữa, nhưng mà hiện tại là mình cũng không có phun nó nữa các bạn, tại vì mình trồng nó ngay cái đợt mưa. Chứ thực chất á, mình trồng ở trong cái đợt nắng á, thì nó sẽ tốt hơn. Trồng ở cái đợt mưa này á, thì nó rất là dễ bị thun ngọn luôn, cũng như là nó bị bò trĩ nhiều lắm các bạn. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình á mà chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký nha mọi người. Thì mình hiện tại là đang làm về cái chủ đề là trồng bí hồ lô. Thì thời gian tới nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là trồng hoa Tết. Nhưng mà mình khi mà các bạn hỏi mình á thì mình cũng sẵn sàng là mình trả lời cho các bạn luôn. Hoặc là mình sẽ rep cái câu hỏi của các bạn vào cái video của mình để mình chia sẻ cho các bạn luôn ha. Và cái giá bí mà hiện tại là ở cái quê mình các bạn này nó đã lên được là 6.200 rồi nha mọi người ha. Bí mà người ta trả có 6.200 à. Còn những cái chỗ khác là lên 8.500 luôn á. Đây các bạn. Này ra nó ra những cái đọt nè. Đọt và những cái nụ nè. Các bạn xem cái vườn bí của mình ha. Ở đây là mình cũng xịt nó mấy cử bò trĩ rồi. Và các bạn mà khi mà trồng bí thì các bạn chỉ nên chú ý vào những cái giai đoạn mà khi nó là 10 ngày tuổi cho đến là khoảng đâu 25 ngày tuổi các bạn, thì các bạn cố gắng các bạn xịt bò trĩ cho thật là mạnh vô. Bò trĩ với bò dưa đó, thì khi mà nó qua khỏi cái giai đoạn là 25 ngày tuổi các bạn, thì cái vấn đề mà nó thun ngọn các bạn hầu như là nó rất là ít luôn, nó chỉ có một vài giây thôi. Chứ mà trong cái giai đoạn mà 10 ngày tuổi mà các bạn không xịt đó, hầu như là bí của bạn nó bị thun ngọn 100% luôn và chỉ có nhổ dục thôi. Tại vì á bí mà nó thun ngọn rồi các bạn thì nó không có ra trái luôn, nó không có cho trái. Đó thì ở đây mình góp ý cho các bạn hàng vậy ha. Thì bạn nào trồng bí thì các bạn nên lưu ý ha. Thì một lần nữa thì bạn nào có câu hỏi nào cứ bình luận trong kênh của mình thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.